Đây là cả nhà mình đứng ở đằng trước của cái Winterdorf. Nó giống như vai nạc mạc đó cả nhà, nhưng mà họ đặt cái tên là Winterdorf, là coi như là một cái làng nhỏ của mùa đông. Ở trong thì nó cũng có bày biện các cái ăn uống này kia nọ, có music. Ở đây là phía bên ngoài của cái Winterdorf đó cả nhà. Phía bên này là trung tâm mua sắm, người ta quá trời đông luôn. Đi cho nó có không khí, đi ra ngoài ngoài hít thở chút xíu. Mùa này ở trong nhà thường nó cũng không có tốt quá cả nhà. Đó. Và bây giờ người ta đông quá trời luôn. Ở đây cái đường phố á, xe cộ chạy dập chiều. Mình nghe nói bữa nay có con virus mới nữa, nó còn nguy hiểm hơn con corona nữa, cho nên mình sợ quá cả nhà ơi. Hier im Winterdorf in Ludwigshafen, viele Leute, trotz Corona, aber Wetter scheiße, viel Regen, kalt, hinten schönes Schiff mit Hotel, andere Seite Mannheim mit Schiff mit Hotel und der Rhein. Viele Leute hier überall. Ja, besser wir bleiben hier. Zu viel Corona. Genau. Schiffhotel. Ja. Cũng đông người ta quá trời luôn, vô trong đó sợ ghê thôi. Chắc vài bữa nó đóng cửa nữa quá. Tại vì xã mình muốn đi dạo mà đi ra đây thấy người ta đông quá, nó hai vợ chồng mình ra ngoài đứng cả nhà ơi. Tại vì quá trời đông người cũng nguy hiểm quá. Buổi tối thế này ở ngoài bờ sông cũng đẹp cả nhà. Người ta ra đây chơi cũng đông lắm. Đó. Kế bên này nó có cái khách sạn Moxie, nó nằm ngay trung tâm thành phố của Ludwigshafen luôn đó cả nhà. Ở đây là trung tâm mua sắm Rai Gallery. Đó. Đông lắm, ở phía trước cũng đông lắm, mình vô bên trong càng đông nữa, cho nên hai chồng mình ra ngoài cho nó chắc ăn. Bây giờ hai chồng mình đi ra ngoài này xong bắt đầu mình đi ra cái chỗ Berliner Platz. Berliner Platz thì nó có một cái chợ Giáng sinh ở đó nữa cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà cùng theo chân mình đi ha. Nếu các bạn thích thì cứ theo chân mình đi đến xem thử coi là bữa nay nó có đông. Còn ở đây là nó có một cái tiệm giày. Cái tiệm giày này á, giày mùa hè thì cái đôi này 259. Đó. Mấy đôi này mà về mùa hè là nó giảm giá xuống rồi đó các bạn. Nhưng mà cái chỗ này hồi đó hình như chưa giảm giá, chỗ này không có giảm giá. Nó vẫn nằm giá như vậy cả nhà. Bỏ trước nó jubilarum hình như là mấy chục năm rồi đó các bạn. Cho tới bây giờ luôn nó vẫn bán. Người ta nó làm một cái kiosk ở phía bên ngoài đó, rồi ai người ta đi qua lại người ta cũng nhìn ngắm. Ở tiệm giày này mình cũng có mua một hai đôi ở đây rồi, xài rất là bền đó. Những cái quality của nó xài rất là bền nha cả nhà nhìn đôi giày rất là chắc chắn, xài hả bữa nay mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi, nó chưa có thấy hư. Mình có mua ở đây mấy đôi mùa đông với mấy đôi mùa hè. Đó. Giày người lớn, giày con nít thì có đủ, mà toàn là hàng hiệu không nha cả nhà nha. Đó, rồi phía bên bây giờ mình đi với ông xã mình tới Berliner Platz. Ở đây gọi là chợ Giáng sinh. Đó, mà ít người hơn cái Winterdorf nha cả nhà nha. Thì cái video này Kim cũng xin dừng tại đây nha cả nhà. Xin chúc cho cả nhà một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé. Nếu thích video của mình thì xin cả nhà hãy cho mình xin một like, share, bấm chuông đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới của mình nhé. Kim xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại cả nhà video ngày mai nhé. Bye bye.